Kính bạch quý sư đại đức, tôi có câu hỏi liên quan đến các cặp song sinh đôi cùng trứng giống nhau như đúc. Trong Tam Tạng kinh điển có nhắc đến các cặp sinh đôi không? Vì ngày xưa có vẻ sinh đôi cùng trứng giống nhau y hệt có vẻ là hiếm, mà ngày nay lại nhiều hơn hẳn, nên có thể là một loại nghiệp nào đó gây ra hiện tượng này chăng? Nếu một người mong muốn có chị em sinh đôi cùng trứng thì làm như thế nào theo kinh điển Pali? Thưa quý vị, ở trong kinh điển có một cặp sinh đôi cùng trứng mà nổi tiếng nhất. Sư tính là cái câu này để đố quý vị cái hôm đầu đà kìa. Bây giờ quý vị nghĩ biết ai không? Bà Gotami. Hai bà đó là sinh đôi cùng trứng á, tức là bà mẹ của Bồ Tát là chị, còn bà Gotami là em. Hai bà là sinh đôi cùng trứng, cho nên là khi mà đức vua Tịnh Phạn á đi tìm cái người lúc bây giờ các vị bà la môn á, đi tìm vợ cho đức vua Tịnh Phạn, tức là đi tìm hoàng hậu á, thì mới tìm là sư nhớ là như là có cái bối, họ bối toán và họ ra là hai chị em này nè, thì cái người mà có năm cái tốt đó chính là như là xương tốt nè, da tốt nè, rồi thịt tốt nè, rồi tuổi thọ tốt nè đó, thì cái người này á là họ sẽ sinh ra một bậc đại nhân. Thì khi đi tìm thì tìm thấy hai bà, nhưng mà hai bà là sinh đôi, cho nên là không biết là ai. Một trong hai bà là sẽ sinh ra một bậc đại nhân á, nhưng mà không biết là ai, cho nên là vua Tịnh Phạn là lấy luôn hai bà. Và bà hoàng hậu Maya thì sau khi sanh ra mang thai á, khi bà hoàng hậu Maya mang thai thì bà Gotami cũng mang thai, hai bà mang thai cùng lúc. Và khi Bồ Tát đản sanh thì hoàng hậu Maya 7 ngày sau băng hà và sanh về cõi trời, thì bà Gotami mới đem cái đứa con của mình là ngài Nanda là để cho vú nuôi, còn bà thì bà nuôi Bồ Tát. Thì đây là cặp sinh đôi cùng trứng nổi tiếng nhất ở trong kinh Tạng ha. Còn quý vị hỏi về nghiệp á, thì bà hoàng hậu Maya và bà Gotami thì hai bà cái nghiệp nó khác nhau. Rõ ràng là hai sư chưa thấy có bài kinh nào mà nói về hai bà trong quá khứ từng tạo cái nghiệp chung gì. Mà riêng bà Maya đó thì ở trong kiếp quá khứ bà lại là cũng là sinh đôi cùng trứng với một người khác, nhưng mà lúc đó là hai cô công chúa. Thì hai cô công chúa thì một cô á thì đi xuất gia và chứng đắc đạo quả A La Hán, còn một cô thì thấy một cô thì thấy là Bồ Tát Đức Phật á là cũng có mẹ, cho nên phát nguyện là sẽ trở thành mẹ của một vị chánh đẳng giác trong đời vị lai. Cho nên là sư không thấy có sự liên kết giữa bà hoàng hậu Maya và bà Gotami trong các kiếp quá khứ. Tuy nhiên, để mà hai người có thể sanh đôi với nhau thì hiển nhiên họ sẽ phải có một vài thiện nghiệp giống nhau hoặc ác nghiệp giống nhau thì họ mới có thể sanh đôi được.
mà những cái nghiệp này nó phải giống nhau ở mức độ nào đó, nó nhiều á thì mới được. Thành ra là nếu như quý vị muốn có một người anh em hoặc chị em nào đó sanh đôi với mình thì có thể chúng ta cần phải rủ nhau cùng tạo một thiện nghiệp nào đó thì sau này đó thì mới có cơ hội. Chứ còn bây giờ mình tạo thiện nghiệp đó mà mình nguyện thì làm sao mà biết được một chúng sanh nào đó họ cũng tạo cái thiện nghiệp giống như mình, thì nó hơi khó. Tại vì muốn ráp được với nhau thì nó phải giống nhau, giống như hai cái khối lắp ráp vậy đó, nó phải khớp với nhau mới ráp vô nhau được. Thì đó là lời giải thích của sư, và không biết là Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì thêm về vấn đề này hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì vừa rồi Đại Đức Hạnh Tuệ đưa ra thông tin, một cái dữ liệu mà sự đánh giá nên nó cũng rất là quan trọng thưa quý vị. Nếu mà chúng ta không nghiên cứu kỹ thì cũng không có biết được cái sự kiện mà là Hậu Ma Gia và vị mẫu Gotami á, không là cùng một song sinh, cho nên là cái dữ kiện rất là quan trọng, quý vị hãy nên nhớ nha. Thì xin thưa quý vị, ở trong chú giải Pháp Cú cũng có kể một cái trường hợp mà gọi là sanh đôi, sanh đôi đó, trường hợp mà gọi là sanh đôi hay là sinh đôi đó. Rồi. Thì chú giải Pháp Cú phẩm, nói chung là cái câu chuyện liên quan đến vua Quý Đu Đa Phá đó, ông vua Lưu Ly đó, ông vua mà diệt chủng như Hoàng Thích Ca đó. Thì trong đó có một cái đoạn đó là nói như vậy, nói là có nghĩa là khi mà ông vua Bành Thu Lá, ông xin lỗi vị, là khi mà ông tướng quân Bành Thu Lá đó, là ông mới đưa vợ mình đó, vợ này vì vợ của ông là bà Malika, Malika này là vợ Bành Thu Lá nha, rồi Malika mà hoàng hậu của Ba Tư Nặc lại vua Ba Sena Đí lại khác nữa đó. Cái sự kiện mà khi bà mang thai, vì bà muốn tắm cái nước hồ của tộc Lức Chất Quý đó, đó. Thì ông tướng quân Bành Thu Lá mới làm thỏa mãn bả xong đó, xong rồi đó. Khi mà thì cái đoạn nói như vậy là sau khi mà Bành Thu Lá đưa công chúa Malika về thành Sawatthi, từ đó về sau công chúa sanh 16 lần sanh đôi con trai, tất cả đều là những tay vũ dũng có đảm lực anh hùng, đến tuổi trưởng thành đều là am tường lục thao tam lược, mỗi chàng đều có ngàn sĩ tốt bộ hạ. Mỗi lần Bành Thu Lá tướng quân về triều ý kiến quốc vương, các công tử và bộ hạ đi theo và đứng chặt cả sân rồng trong đình ngự đó. Đây là một cái trường hợp mà gọi là cũng sanh đôi, mà sanh đôi là nhiều luôn á, sanh 16 lần sanh đôi con trai đó. Đó là những cái dẫn chứng mà quý sư đưa trong kinh tạng mà chú giải chính thống á, cho quý vị biết là có những trường hợp sinh đôi, nhưng mà đúng thật sự sư phải công nhận là sư tìm cũng rất là nhiều, sư tìm cũng rất là nhiều ở trong chú giải tiền thân nữa. Thì đúng là cái trường hợp mà sanh đôi thì trong thời trong kinh nói chung thời thì không đúng, mà là trong cái kinh điển và chú giải chính thống của Tam Tạng Pali thì không có đề cập nhiều đến những trường hợp gọi là sinh đôi, cái này phải công nhận. Đó là chỉ có hai trường hợp mà tiêu biểu như Đức Hạnh Tuệ và trường hợp sư đưa ra thôi. Còn có một cái điểm thứ hai là quý vị hỏi là như vậy, là nếu muốn có một người chị em sinh đôi cùng chứng thì phải làm thế nào. Thì sư cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Đức Hạnh Tuệ, là có một cái điểm mà Đức Hạnh Tuệ nói mà sư nghĩ là nó rất là quan trọng, mà đôi khi quý vị nghe Đức Hạnh Tuệ nói quý vị nghĩ bình thường. Cái trường hợp là như vậy nè, cái trường hợp là như Đức Hạnh Tuệ có nói là gì, nếu mà thật sự mình có cái nguyện mà gọi là lạ nè, cái nguyện mà gọi là lạ nè. Tại vì sao, thì sao sẽ gọi là lạ, tại vốn thủy dĩ sự việc vốn dĩ mà cái việc mà sanh chung hay là sanh chỗ này chỗ kia đó, trong thời Đức Phật là có nhiều, giống như cái ông bốc bốc khara sa dí thưa vị, là ổng làm cái thiện nghiệp của ổng á, ổng làm những cái thiện nghiệp riêng của ổng. Rồi bản thân ổng á, tự nhiên cái trong tâm ổng nói thôi, tôi phát nguyện các thiện nghiệp tôi làm là tôi không có sanh cho ở nhân sanh là gọi thai sanh đâu, hiểu không? Tôi không có muốn là sanh sanh thai thai sanh sanh trong bào thai của mẹ đó. Đó.
thì ông sinh sao, ông sanh ở trong hoa sen quý vị đó, ông gọi là trường hợp hóa sanh hay là trường hợp Amabali cũng vậy, cũng là hóa sanh ở vườn xoài không, rồi trường hợp chinh cha cũng vậy đó, rồi hình như trường hợp của ốp lá gọi là ốp lá quanh ná thưa vị, đó là ni liên sắc gì đó, đó cũng như vậy cũng hóa sanh. Thì suy ra cái trường hợp này nè, trường hợp mà gọi là bây giờ sao sẽ gọi là đặc biệt là như vậy, thì trường hợp đặc biệt này sư cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm với Đức Thanh Tuệ là nếu thật sự là nếu mà mình nó sẽ rơi vào hai trường hợp, nếu mà muốn đi cùng nhau tạo thiện nghiệp thì hai người đó là bắt buộc phải cùng làm một thiện nghiệp, làm đều và cùng phát nguyện. Không, mà tối thiểu ít nhất là hai cái người này nè phải có cùng cái bốn cái đồng đó, có nghĩa là có được cùng cùng đồng cái niềm tin, cùng đồng cái giới, cùng đồng cái sự thí xả và cùng đồng trí tuệ, rồi xong hai người này nghe là cùng đồng cái đó và cùng đồng làm luôn nha, cùng đồng cái đó, cùng đồng biết đồng cái đó và cùng đà làm luôn và cùng phát nguyện nữa, thì suy nghĩ là cái đó về thiện. Mà cái điểm thứ hai bởi Đức Thanh Tuệ có nói mà sư phải phân tích thêm cho vị biết, để cho vị biết là nó có cái sau chiều sâu trọng, là giống như Đức Thanh Tuệ có nói là gì, là cái mà cái bất thiện thưa vị, cái bất thiện cũng khiến gọi là sanh chung. Mà đôi khi mình nghe nó ủa sao bất thiện sanh chung, tại vì đôi khi quý vị có mình có xem qua nhưng mà đôi khi mình không có để ý, mình hời hợt mình bỏ qua, quý vị có để ý không, là có những trường hợp mà những cặp song sinh ra bị dị tật dị dạng nữa vị, không bị dị tật dị dạng này nọ sống nó nói chung là đa phần là khổ nhiều hơn đó. Và tuổi thọ nó không có dài, quý vị biết đó. Đó, rồi tập thậm chí có những cái cặp mà song sinh, anh em song sinh đó mà làm những cái chuyện bất thiện đó vì biết đó, những cái vụ án mà anh em song sinh hay chị em song sinh đó, nó vẫn có phải có vậy. Nhưng mà đặc biệt ở đây sư nhấn mạnh đó là những trường hợp song sinh mà do cái nghiệp bất thiện, không biết là hai hai cái đối tượng đó trong quá khứ từng làm cái gì, nhưng mà nó sinh ra, nó ngoài việc song sanh ra mà nó sinh còn dính nhau nữa vậy, dính nhau mà tuổi thọ nó không thỏa mãn nữa. Thì cái hạng những cái hạng người này nè, nếu nó đúng đó nha, nếu đúng đó, là nếu là trong vi diệu pháp đó, thì cái người này, những người mà sinh ra mà dính nhau này nọ thì là họ tái sanh bằng cái quả bất thiện thưa vị, mà kiếp đó họ là đa phần là người lạc vô nhân vì đó, phải 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 làm gì bất thiện đó, thì cùng nhau hay sao đó thì mới 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 cùng cái nghiệp sanh chung với nhau, thậm sanh chung với nhau rồi thậm chí dính cùng nhau, nó dị đặc gì đó. Cho nên là chúng ta cũng phải lưu ý vấn đề này, có nghĩa là làm gì làm, có nghĩa là nếu mà làm thiện nhau chung á thì tốt, không còn làm thiện riêng á cũng được, nhưng mà nói chứ làm ác cũng đừng có hạn chế phải đồ rủ rê này nọ nha, nó dính cũng dính chùm phải, chứ không phải đơn giản đâu. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.